Cả nhà cho nó sợ quéo té đái quần luôn đó. Thằng Lá Cao có chuẩn bị cái đầu đó, cái đầu quay biết bao nhiêu clip hùng ma cả nhà. Nay mình sử dụng lại cái đầu cũ này nha. Hôm nay hãy cho hợp tác với mẹ nè, với cha nè, để mà cho anh con nghĩ nha cả nhà. Không biết ở ngoài như thế nào, nãy giờ mình nghe nghe là chí che không ạ? Mẹ không biết nói chỉ có hạt đau xỉu chứ. Mẹ không biết nói chỉ có hạt đau xỉu chứ. Để tao xỉu trước đó đi. A few moments later.
bắt bà. Tại em tôi quay cổ thì nhìn tôi cũng quá cổ luôn, nhắc gì đâu. Thế này bắt được con
Chắc khách ai nó đẩy thì ra chứ gì. Đẩy tay nó không vậy? Yeah.